Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc tất cả các bạn có thật nhiều trải nghiệm khi đến với kênh tin tức của chúng tôi. Và không để các bạn phải đợi lâu nữa, xin mời các bạn đến với bản tin mới sau đây nhé. Chuyện gây rợn tại khúc cua Cô Hồn từng là nỗi khiếp đảm vì dân đua xe. Một khúc cua nằm trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, từng là nỗi ám ảnh đáng sợ về xảy ra tai nạn giao thông. Những người dân sống ở khu vực quanh còn kể thêm những câu chuyện huyễn hoặc rất ghê rợn liên quan đến những vong hồn chết oan ức tại khúc cua này vì tai nạn giao thông. Người dân quanh khúc cua nằm trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu chia sẻ rằng, trong số những vụ tai nạn chết người xảy ra tại đây, có nhiều vụ nạn nhân là những tay đua xe. Một người phụ nữ nơi đây cho biết, có lần bà ngủ trưa thì bà mơ thấy một người đội mũ bảo hiểm bị bể, người thì bê bết máu, chân như bị gãy từ đường lộ lết vào nhà, van xin bà cho cái gì đó ăn cho đỡ đói. Người này nói, đã mấy tháng rồi, cậu ta không ăn uống gì hết nên đói lắm. Khi nghe nói mấy tháng mà không ăn, tôi ngớ người giật mình tỉnh giấc, tim đập thình thịch, người run bần bật luôn. Người phụ nữ nói, bà cũng nói thêm, sau khi định thần lại, bà hình dung ra bóng người đó chính là nạn nhân tử nạn tại khúc cua này. Bà nghĩ chắc vong hồn này lâu nay không ai cúng quải gì nên đói khát mới tìm đến bà xin ăn. Chứng kiến sự việc trong giấc mơ, tôi liền đi mua một hộp cơm ly nước ra đường khấn vái. Sau lần đó, tôi không gặp ác mộng nữa. Từ đó, cứ đến ngày rằm 30 âm lịch hàng tháng là tôi mua đồ ra cúng cho các vong linh cô hồn, người phụ nữ cho hay. Anh Tê, ngụ huyện Hòa Bình, Bạc Liêu kể, một lần anh lên thành phố Bạc Liêu tiệc tùng cùng bạn bè. Đến lúc về thì đã nửa đêm, đường xá thành vắng, trống trơ. Nhưng khi di chuyển đến gần khúc cua thì anh thấy có vụ tai nạn giao thông ở giữa lộ. Nạn nhân nằm sóng xoài trên đường. Tuy nhiên khi đến gần anh không thấy gì cả. Chứng kiến cảnh đó tôi giật thót tim, tỉnh rượu luôn. Tôi cảm thấy ớn lạnh. Khi đó tôi hạ ga đi chậm chậm lại quan sát. Nhưng khi còn khoảng 70-80 mét thì không thấy gì cả. Anh Tê nói, sau lần đó, những lần có việc đi thành phố Bạc Liêu mà về khuya, anh Tê ngủ lại hoặc đi vào tuyến đường khác chứ không đi qua đoạn cua này nữa. Nghe người dân kể, chúng tôi cảm thấy dựng tóc gáy nổi da gà vì khúc cua cô hồn này. Mặt đường thông thoáng bằng phẳng, nhưng khi di chuyển qua đây, phóng viên dường như có cảm giác lạnh sống lưng dù xe cộ vẫn tấp nập qua lại. Khi được hỏi thực hư chuyện cô hồn bắt mạng, người dân khu vực này cho hay, những vụ tai nạn ở khúc cua này thường xảy ra vào ban đêm. Lúc đó đường xá thanh vắng, ông Sợ kể cho chúng tôi nghe những sự việc mà ông từng thấy. Theo ông, nhiều gã đua xe ở đây mỗi khi vào cuộc đua thường sử dụng rượu bia, nên khi cá độ chạy đua rất máu lửa. Đua xe mục đích là để chiến thắng, thường những trường hợp này rất liều lĩnh. Người ta nói họ chạy đua với tử thần là như vậy. Trong những vụ đua xe, mỗi lần bị nạn thường không ai còn sống đâu. Thậm chí chết không còn nguyên vẹn vì bị bể đầu hoặc gãy cái này cái kia. Ghê lắm, ông Sợ chia sẻ. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.